Gia tăng số trẻ em bị thừa cân béo phì. Tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở học đường Việt Nam hiện đang rất đáng lo ngại. Theo Tổng điều tra về dinh dưỡng năm 2019-2020, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì trên toàn quốc từ 5 đến 19 tuổi tăng 8,5%, năm 2010 lên 19% năm 2020. Tại Hà Nội, theo khảo sát học sinh lớp 5 năm 2023, số trẻ thừa cân béo phì của nhiều trường trong khu vực nội thành trên mức 45%. Trẻ thừa cân béo phì không chỉ khiến bản thân các em tự ti, mặc cảm, mà còn tạo ra những áp lực lớn, nỗi khổ tâm đối với cha mẹ, những người trực tiếp chăm sóc. Đã có trẻ vì thừa cân béo phì mà sống khép kín, rơi vào trầm cảm. Tại Hội thảo Quốc tế Phát triển năng lực hệ thống trong công tác dinh dưỡng học đường được tổ chức tại Hà Nội mới đây, nhóm nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã đưa ra những con số giật mình. Theo kết quả ban đầu của nhóm nghiên cứu, dù cải thiện được tình trạng suy dinh dưỡng đáng kể, song Việt Nam lại đang đối mặt với gánh nặng kép thừa cân béo phì. Một nghiên cứu mới đây của Viện Dinh dưỡng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tại nhiều trường mầm non cho thấy số trẻ thừa cân béo phì gia tăng, thậm chí có những trường có tới gần 30% số trẻ em béo phì. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Nhung, trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì học đường đang rất đáng lo ngại. Thừa cân béo phì không phải bỗng dưng một ngày thừa cân ngay, mà là quá trình tích lũy, chế độ ăn uống thừa năng lượng kéo dài. Có nhiều nguyên nhân gây ra thừa cân béo phì ở trẻ em, như chế độ ăn thừa năng lượng, thừa chất đạm, thiếu vi chất dinh dưỡng, ít hoạt động thể lực, ăn thức ăn nhanh, chế biến sẵn, thực phẩm nhiều đường, cha mẹ ông bà thích trẻ bù bẩm. Trong khi đó, tình trạng trẻ thừa cân béo phì có thể dẫn tới nhiều hệ quả nghiêm trọng. Khi xét nghiệm 500 trẻ em béo phì, có từ 30 đến 50% trẻ bị rối loạn mỡ máu. Thậm chí hiện nay, đái tháo đường cũng không còn là bệnh của người lớn mà đang dần trẻ hóa. Để phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ em, quan trọng nhất cha mẹ phải xác định được con là bình thường hay thừa cân béo phì. Sử dụng biểu đồ BMI theo lứa tuổi có thể xác định được trẻ ở tình trạng dinh dưỡng bình thường hay thừa cân béo phì để điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý. Phải biết được nhu cầu ăn ở từng lớp tuổi bao nhiêu thì vừa, ăn đúng, ăn đủ mới là khoa học. Đặc biệt, ăn rau, củ, quả rất quan trọng, ăn nhiều vào bữa sáng, trưa, hạn chế vào tối, không ăn hoặc uống sữa trước khi đi ngủ.